Thưa quý vị, gần 11 năm qua, một chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ đã tự nguyện rời xa quê hương để làm tình nguyện viên điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng. Đó là bà Virginia Marie Lockhart, năm nay đã gần 70 tuổi. Sự tâm huyết, tận tâm của bà trong công việc đã tạo động lực lớn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tại bệnh viện, đồng thời đóng góp rất nhiều trong công tác điều trị bệnh nhân tại bệnh viện. Sắp tới, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng tại số 9 Trần Thủ Độ sẽ chuyển sang cơ sở mới, tọa lạc tại đường Đinh Gia Trinh, quận Cẩm Lệ. Với một tình nguyện viên đã gắn bó với bệnh viện gần 11 năm, thì bà Virginia Marie Lockhart không khỏi cảm thấy luyến tiếc, nhớ nhung. Từng hành lang, căn phòng đều khắc ghi bao kỷ niệm trong thời gian bà làm việc tại đây. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng, khi quyết định rời xa quê hương nước Mỹ, từ bỏ công việc với mức lương ổn định, thậm chí bán cả nhà để đến Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Đến đây, bà thật sự không thấy hối hận vì đã xem bệnh viện này và thành phố này là quê hương mái ấm của mình. Khi bà bắt đầu làm tình nguyện viên tại bệnh viện, bà Virginia được phụ trách làm việc tại đơn vị phục hồi chức năng. Ngoài chuyên môn kinh nghiệm vật lý trị liệu của bản thân đã có từ trước, thì bà Virginia còn không cần học hỏi, nghiên cứu, tìm ra những phương pháp điều trị khác nhau sao cho phù hợp với từng bệnh nhân. Thậm chí, bà còn thuê riêng một người phiên dịch viên người Việt cho mình để hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ của bà với bệnh nhân và đội ngũ cán bộ nhân viên bệnh viện. Dẫu là tình nguyện viên và sống bằng tiền lương hưu của công việc trước, thì bà vẫn dành nhiều sự đầu tư nghiêm túc cho việc điều trị, kể cả từng thứ nhỏ nhất. Bởi vì tôi chỉ mong muốn có thể làm hết sức mình để giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi thấy các bạn trẻ ở đây rất có tiềm năng, nên tôi mong muốn mình có thể giúp được những bạn cộng sự này có được một công việc ý nghĩa. Bà Virginia đã gắn bó với Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng từ thửa bệnh viện còn sơ khai. Khi đó, khoa phục hồi chức năng chỉ vỏn vẹn 3 người, tính cả bà. Đến nay, khoa đã xây dựng được đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên hơn 20 người lành nghề, có chuyên môn cao. Công lớn là nhờ một tay đào tạo hướng dẫn của bà. Và khi chúng tôi hỏi về bà Virginia, thì bất cứ cán bộ, nhân viên nào cũng thán phục và kính trọng bà, xem bà như là một người chính thức của bệnh viện, chứ không phải là một tình nguyện viên. Được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện thì mình đã được làm việc với bà 8 năm qua. Cái mà chúng mình học được ở bà không chỉ là cái kiến thức về chuyên môn do bà tích lũy được hơn 40 năm kinh nghiệm, còn học được ở bà đó cái tính chuyên nghiệp trong công việc và cái bà truyền cho chúng mình cái niềm cảm hứng, cái sự đam mê trong cái công việc, trong cái nghề nghiệp mà hiện tại chúng mình đang chọn. Những bệnh nhân đến nhập viện, bác sĩ thường mời bà tham gia hội chẩn ngay từ những ngày đầu và đưa ra những phác đồ điều trị thật hợp lý cho từng người, và sau đó phương châm bệnh nhân rời khỏi giường càng sớm càng tốt, thì bà đã điều trị rất nhiều ca di chứng tai biến mạch não, chấn thương hệ não thành công và phục hồi rất là tốt, được nhân dân, bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị rất là đông. Những gì bà Virginia làm được cho bệnh nhân, cho bệnh viện là không đếm xuể. Tuy nhiên, bà vẫn rất giản dị, chân phương và chỉ một lòng vì công việc. Bà chia sẻ thêm là nhờ vào sự hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc rất nhiều từ bệnh viện, đồng thời thấy được sự tiến bộ, trưởng thành của đội ngũ kỹ thuật viên được bà đào tạo, có thể tự mình điều trị cho bệnh nhân, là điều khiến bà hạnh phúc và muốn gắn bó lâu dài hơn nữa tại nơi đây.